Giờ nếu mà anh tha thứ cho em thì em có muốn quay về mình làm lại từ đầu không? Sao? Đã đến lúc ta nên dừng lại, đoạn đường chúng ta đi quá dài. Ok, đầu tiên thì em hãy giới thiệu về bản thân cho khán giả được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đi từ đâu. Em tên là Thái Dương, em sinh năm 2004, em đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn như này nói giọng Bắc. Em mới vào Sài Gòn sống cách đây được vài năm. Tức là em đi cùng cả gia đình ở đây vào đây sống hay sao? Không, em vào đây học đại học thôi. Em ở mình. Nhưng mà tự nhiên tại sao lại chọn là đi vào trong Sài Gòn học đại học? Thì em không biết nữa, nhưng mà em nghĩ là Sài Gòn chọn em chứ em không chọn Sài Gòn. So với Hà Nội thì em thích ở Sài Gòn hơn hay thích ở Hà Nội hơn? Thì sau vài năm ở Sài Gòn thì em cảm giác em thích hợp ở Sài Gòn hơn. Chắc là do cái thời tiết nó cũng dễ chịu hơn nữa. Là em cảm giác khá là ok khi ở đây. Thế hiện tại bây giờ em đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đang là sinh viên này, em đi làm thêm nhiều cái linh tinh nữa. Ví dụ? Em đi làm mẫu ảnh này hoặc là đi tập thể dục linh tinh thôi. Tập thể dục. Thì em làm PT ở một cái phòng ở quận 7 á. Quận 7 luôn. Em ở quận 7. Nào thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Em sơ sơ thì cũng vài mối tình thôi, nhưng mà để gọi là yêu đương thì chắc cũng có khoảng khoảng 5 đến 6 người gì đó. Làm gì đấy? Thế mà mập mờ là nhiều đúng không? Mập mờ thì mình thoải mái mà đâu có gì đâu đúng không? Ok. Thế có thể chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng được không? Thích một cô gái như nào? Đã gọi là thích thì mình không có một cái gu nhất định đâu. Chỉ cần mình rung động là được. Nhưng mà ít nhất là đương nhiên là sẽ không ok, phải có một cái thì đầu tiên thì cứ gọi sơ sơ qua là phải có cái dáng vóc nó phải ok một chút, xinh xắn một chút này. Xong rồi cao khoảng mét bao nhiêu? ba vòng đều ok này, ba vòng đều ok rồi. Cao hay không thì tầm thấp thấp dưới em mà được, dạng như vậy thế thôi. Rồi tính cách biết suy nghĩ một chút, bởi vì là các cũng chị đúng chị hay không thì cũng cũng không quan trọng lắm, nhưng quan trọng là này, bay bao giờ chưa? Em vài lần thôi à? Vài lần cũng vài lần rồi. Điều em thích nhất khi mà quen các chị hơn tuổi là gì? Là em thấy mọi người chiều em thôi, không có À, gì chiều cả. em. Đúng rồi. Là em thích được chiều hơn trong một mối quan hệ nào đấy, đúng không? Đúng rồi. Ngày hôm nay anh muốn đưa ra cho em một thử thách là em sẽ liên lạc, tìm cách liên lạc lại với cả người yêu cũ của em. Sau đấy là em sẽ hỏi lý do tại sao mà bạn ấy lại chia tay em. Đó, và xem là liệu rằng có thể giải quyết được vấn đề hay không, và liệu rằng có thể quay lại được với nhau hay không. Ok. Bây giờ thì em đã sẵn sàng để chúng ta đến với thử thách ngày hôm nay chưa? Ok, em đã sẵn sàng. Ok, rồi. Thế bắt đầu luôn nhá. Alo. Em nghe này. Em có rảnh để nghe điện thoại không? Em có. Sao vậy? Tại nay anh có vào lại Facebook thì anh thấy em bỏ chặn anh, thì anh gọi lại thử xem dạo này cuộc sống em có ổn không thôi. Em vẫn ổn, còn anh thì sao? Thì anh vẫn vậy. Thật ra thì anh cũng không biết nói gì cả, nhưng mà kiểu anh mở lên thì thấy em bỏ chặn anh thì anh lập tức gọi luôn cho em ấy. Từ tháng trước đến bây giờ thì anh vẫn có suy nghĩ về cái chuyện tình của chúng mình ấy. Anh cũng không biết lý do tại sao mà em làm như vậy luôn. Có lý do riêng của mình ấy. Lý do gì? Thế này Hay là em cảm thấy anh không xứng đáng, hay là anh tệ quá à? Làm cái sao này cơ? là do em chứ không phải do anh đâu. Mà sao lại do em? Chuyện gì à? Mà anh không được biết. Rất là
rất là cảm ơn. Nhưng mà làm sao? Có một cái lý do này em không biết là em có nên nói không. Em cứ nói đi, đằng nào giờ mình cũng không còn yêu nhau nữa rồi, nhưng mà anh muốn chuyện gì cũng phải rõ ràng á. Trong thời gian yêu nhau ấy, thì thật sự là cái do cái nhu cầu của em khá là cao. Nhưng mà anh lại kiểu không đáp ứng được cho em ấy, nên là em kiểu không có thấy thỏa mãn ấy, nên là em kiểu anh không đáp ứng được ấy, kiểu là em không có thế mà không đáp ứng được luôn á? Một ngày 3 lần không đáp ứng được luôn à? Vãi chưởng thiệt. Như nào? Nó ấy hơn đấy, nhưng mà anh kiểu thiên hướng nhẹ nhàng quá, lại không hợp với em trong chuyện đó. Anh hơi bất ngờ đó. Thì em phải nói với anh chứ. Thì đã, có nghĩa là sau xong có một lần em đi sinh nhật bạn của em. Có phải cái đợt tháng 9 em đi đầu tháng sinh nhật con bé An đúng không? Làm sao? Cái đợt đấy em đi sinh nhật xong em nhậu say quá, do mấy đứa cứ mời ấy. Em say quá xong em lỡ với một đứa trong đám đi chơi. Vậy mà cả tháng đấy em không nói cho anh biết luôn. Chứ không phải là em muốn, nên là em tính giấu. Nhưng mà khi mà em anh thấy nhưng mà cái bạn đấy lại đáp ứng là được cho em ấy, nên là em mới giấu. Xong anh không nghĩ là người như vậy đâu ấy. Anh lúc cảm... đầu em hả gì cơ? Lúc đầu em, anh nói trước đi. Em nói đi. Thì lúc đó em chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời thôi, nên nhưng mà bởi vì em vẫn còn tình cảm với anh rất là nhiều. Thật sự lúc đó em vẫn còn yêu anh rất là nhiều, anh hiểu không? Em mà còn yêu anh mà em còn đi ngủ với người khác, em thấy nếu là anh thì em có chấp nhận được không? Vì như vậy nên em mới thấy có lỗi quá. Em thấy có lỗi với anh quá nên em đã không có muốn. Nên em đã chặn hết tất cả mọi thứ để em tự gặp mặt bản thân mình ấy. Vậy à? Bởi vì em thấy em có lỗi quá, em thấy em tệ. Thật sự em cũng không biết tại sao lúc đấy em lại làm như vậy nữa. Nhưng mà em thật sự rất là, lúc đấy em vẫn còn rất là thương anh, vẫn còn rất là nhiều tình cảm với anh, nhưng mà chỉ có cái chuyện kia là không hợp thôi nên là em mới như vậy, chứ không phải em gì cả. Anh phải hiểu cho em. Giờ anh không biết còn gì nói với em nữa luôn đấy. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không. Giờ em với bạn đó, cái bạn mà hôm đó em ngủ chung ấy, còn qua lại với nhau nữa không? Thật sự thì em chỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào đêm đấy thôi, chứ em không có liên lạc gì nhiều, chứ em không có liên lạc gì với bạn đấy cả. Thật không? Thật. Cái này là em nói thật. Cái này em không giấu anh. Bây giờ nếu mà anh tha thứ cho em thì em có muốn quay về mình làm lại từ đầu không? Cái này anh hỏi thật em. Để thật sự mà nói ấy, thì để thật
sao? Chắc không thể đâu anh, chắc không thể đâu. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Không thể á? Bởi vì là em thấy em không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Em sợ rằng nếu mà em quay lại, em sẽ làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Và em không muốn điều này xảy ra. Trong thời gian mà em không liên lạc với anh ấy, em đã cố gắng dằn vặt bản thân mình. Và em thấy bản thân mình rất là có lỗi với anh ấy. Nên mà nếu mà để quay lại thì em nghĩ là không thể đâu anh. Thật ra thì anh không còn gì để nói với em nữa, nhưng mà anh hy vọng là từ giờ đến quãng đời còn lại thì cả hai chúng ta đều sống hạnh phúc. Thật sự thì em vẫn đang còn tình cảm với anh rất nhiều, nhưng mà em mong là anh sẽ có thể kiếm được một người ở bên anh một cách trọn vẹn nhất. Và đừng sai giống như em. Cảm ơn anh vì đã luôn nhớ tới em. Thế nha, anh cúp máy đây. Đã đến lúc ta nên dừng lại, đoạn đường chúng ta đi qua dài. Em cảm thấy như thế nào sau khi trải nghiệm cái cuộc gọi vừa rồi? Thì em cảm giác nó cũng không chưa đâu vào đâu cả, nhưng mà nó giúp em là làm sáng tỏ một số vấn đề trong cuộc sống em. Em nghĩ là nó sẽ là một cái lối thoát giúp em tỉnh táo hơn trong tất cả cuộc tình. Anh thì anh cảm thấy là em cũng hết tình cảm với bạn đấy rồi hay sao ấy? Anh cảm thấy em đón nhận cái chuyện này một cách rất là bình thản ấy. Thật ra cũng một phần thôi, mà một phần gì đó của em thì nó còn gọi là cái kỷ niệm ấy, cái kỷ niệm trong mình thôi. Chứ bạn ấy đối xử vậy với em thì em nghĩ là em khó có thể chấp nhận được nếu mà quay lại sau này. Nhưng mà trước khi mà em gọi điện, em có nghĩ là tình huống này sẽ xảy ra không? Em đâu nghĩ đâu, em cứ tưởng là do em có lỗi gì đấy, có lỗi em làm gì đó mà người ta block em á. Kiểu em thực sự wow, bất ngờ luôn. Vãi trưởng thiệt. Thôi thì anh cũng mong là sau cái cuộc gọi này thì em đã cảm thấy ít nhất là mình thông suốt hơn, mình kiểu biết rõ được cái lý do là tại sao mà lại bạn ấy lại làm như thế với em, và tại sao hai người chia tay nhau. Cái việc mà nó đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, và mình kiểu để mà nói mà để có thể chấp nhận được thì nó cũng hơi khó nhỉ. Khó chứ anh. Mà thôi, nếu mà em nghĩ là không người này thì người khác. Nói chung là mình cứ phải sống tử tế với mọi người thì em nghĩ là hạnh phúc sẽ đến với mình thôi. Cảm ơn em rất nhiều vì đã nhận lời tham gia trải nghiệm này. Chúc em chơi vui vẻ nhá, và sống người yêu nhá. Thank you anh.